Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách trồng hoa màu gà phụng dĩ cho anh chị. Ở đây thì em đang có phụng dĩ đỏ nè, cũng như là phụng dĩ vàng nha anh chị ha. Thì trước tiên mà em vào cái chia sẻ thì em sẽ nói về cái thời gian gieo. Thì đối với cái thời gian gieo của màu gà phụng dĩ nè, thì nó sẽ trễ hơn cái màu gà búa nha anh chị ha. Là nó sẽ gieo vào cái ngày là 27 tháng 9 âm lịch, là mình có thể là mình gieo ha, và khoảng đâu là 15 ngày sau hoặc là 20 ngày thì mình có thể là mình xuống chậu nha anh chị ha. Đó, anh chị có thể xem nè. Thì một chậu như vậy thì mình sẽ trồng là một cây nha anh chị ha. Thì bên em là đang đi là chậu C11 nha anh chị. C11 này đi một cây là nó tương đối rồi nha anh chị ha. Và hiện tại là bây giờ là đầu là cuối tháng 11 của mình rồi, thì hoa bên em thì nó cũng đã là lên đuôi nha anh chị. Anh chị có thể xem nè, nó đã lên đuôi nè, nhìn nó rất là đẹp luôn. Thì màu gà mà phụng dĩ đỏ nè. Đó, con này là màu gà phụng vĩ vàng. Bên đó thì em có là kép với cũng như là màu gà búa luôn. Nhưng mà em sẽ nói về cái phụng dĩ. Thời điểm này á, mà anh chị nào mà chưa bung tàn, mà chưa có lên được những cái đuôi như thế này nè. Cái lý do là lúc trước á, là nó khoảng đâu là 45 ngày á, là anh chị là không có tỉa lá nó. Khi mà anh chị tỉa lá xong á, thì cái chèo nè, này nó mới bắt đầu là nó bung nha anh chị ha. Và khi mà mình tưới phân á, thì cho cái hoa màu gà phụng dĩ này á, thì cái giai đoạn mà nó khoảng đâu là 45 ngày tuổi thì anh chị có thể là chuyển sang cái phân là 20-15 được rồi. Còn đối với mà 45 ngày tuổi thì cái dạng thọ này nè, thì anh chị chỉ tưới cái phần phân đáp thôi, nó chưa có chuyển qua cái thằng 20-15. Nhưng mà đối với cái thằng phụng dĩ này á, thì anh chị đã chuyển qua cái thằng 20-15 rồi, đang cho nó hỗ trợ về cái vấn đề là nó tạo nụ nha anh chị ha, cũng như là nó lên đuôi nè. Đó, thì em quay cho anh chị xem. Đó, đây là vườn bên em ha. Thì trước khi mà em chia sẻ tiếp thì em cũng chia sẻ thêm, hiện tại là vườn bên em thì cũng còn cái màu gà phụng dĩ cũng như là đuôi phụng với màu gà búa cũng như là dạng thọ các loại luôn, thì bên em cũng có sỉ bông tết ha. Anh chị nào cần thì cứ liên hệ em, là cái số điện thoại là 0397 nha 433 821 để gặp ngay chị Linh, để mà chúng ta có thể là nói chuyện về vấn đề là hoa tết ha. Đó, thì em chia sẻ cho anh chị như vậy. Thì anh chị thấy nè, sau khi mà bên em đã tỉa lá xong rồi đó, thì chèo của nó nè, nó bung rất là mạnh luôn. Đuôi của nó cũng đã lên nè. Tại vì khi mà mình tỉa lá các bạn, thì cái dinh dưỡng á, thì nó sẽ không có tập trung về lá nữa, mà nó sẽ tập trung về chèo. Còn về phần giá thể á, thì ở đây thì bên em là đi một loại nha. Bên em là đi cái tro đen nè, cộng với cái sơ dừa, cộng với cái phân gà nha anh chị. Tỷ lệ là 442 luôn. Thì có hỗ trợ thêm như là lân nha anh chị ha. Đó, thì em chia sẻ cho anh chị như vậy. Ở này quay cho anh chị xem nè. Đó, cũng như là cái dạng thọ nè, con này là dạng thọ tay thỏ nè. Đó, dạng thọ tay thỏ này rất là bung luôn nha anh chị ha. Thì anh chị nào thích dạng thọ tay thỏ cũng như là các loại nha, thì có thể là liên hệ nha. Số điện thoại thì em cũng đã cung cấp rồi. Thì vườn thì bên em thì nó nằm tại Bình Lạc nha anh chị. Đó, Bình Lạc. Rồi thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị về cái vấn đề là hoa màu gà phụng dĩ ha. Anh chị nào mà chưa lên đuôi thì bây giờ thì anh chị có thể là thúc phân nó là 20-15 nha anh chị ha, đồng thời có thể là xịt dưỡng cho nó, xịt dưỡng những cái dòng như là Atunit nha anh chị ha. Thì đó là vậy. Rồi, video ngày hôm nay em chia sẻ nhanh cho anh chị khoảng đâu là hơn 3 phút nha. Em xin được mến chào.